Lọc rồi nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Kính thưa quý Phật tử cùng chư thiện nam tín nữ, để phòng chống dịch Covid-19, kính mong quý Phật tử khi trở về chùa hoan hỷ thực hiện theo những nguyên tắc sau: 1. Rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn. 2. Luôn đeo khẩu trang. 3. Luôn giữ khoảng cách 2 mét. 4. Không tập trung đông người. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Ừ, quay xong rồi chụp mấy bức hình cho. Okay. Ăn. Ăn chùa có đồ chai. Ăn gì hả? Kem cù lá đó hả? Ừ. Bông nó bự vậy. Mà lá nó không có mấy bông mà ta không có bông. Ừ. Ở mùa dịch đó hả, cũng vắng hả, cái bông sala vậy, sala đây nhiều à, cây này bự trái nhiều hơn, bông nhiều hơn cây rồi, cây sala chấm cũng vắng hả. Xin ngồi nghỉ để tiếp ở ngoài. Mày bắt chưa? Bắp này để tháng để thu hoạch. Chắc ăn như bắp. Vừa. Ở chùa cũng giống. Bảy ở đây nè, quay mấy cái tre. Mấy cái tre thanh thơ đẹp lắm nè. Ừ, chút. Đó, mình đi, bên đó. Hoa lan. Đó, chút. Chưa chút. Đi qua bên kia phải đi cái cầu kìa. Đi ra ngoài phải đi cái cầu. Hút thuốc hoài đó. Hút hoài hoài nãy mình đi vô á. Bộ bên này chắc
rừng kìa. Ừ, đây hơi nước chảy thả cá, đã thả cá xong rồi cá dẫn đi ra ngoài kia. Ủa chứ không phải ở đây không hả? Không tập trung đông người. Đi đâu tập đó? Thành cảm nhận công đức của quý vị đã hợp tác chặt chẽ với nhà chùa để bảo vệ sức khỏe của từng cá nhân và cộng đồng. Nam mô Đại Bi Quán Âm Bồ Tát. Kính thưa toàn thể quý Phật tử và chư vị nam tín nữ, vì tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp nên mùa xuân năm nay chúng tôi không phục vụ thức ăn như mọi năm. Để đáp lại tấm lòng quý vị về chùa đón xuân và cũng để chăm sóc sức khỏe đầu năm cho quý vị, chúng tôi đã chuẩn bị canh thuốc bắc có áp dụng tăng cường tuệ nghe. Xin mời mỗi vị dùng bữa với canh thuốc bắc và một hộp thiên nhiên xem như là đầu năm chúng tôi gửi đến quý vị, để chúng ta phòng chống dịch Covid, bảo vệ sức khỏe của từng cá nhân và cộng đồng. Kính mời quý vị cố gắng đừng để tập trung đông người.